Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 9 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay, trong buổi level ngày hôm nay thì bên mình lại về được chiếc là sản phẩm là con này là Vinmart. Con này là Vinmart X3 các bạn nhá. Đấy. Hôm nay nhà mình vừa về con này là con Vinmart X3. Con Vinmart X3 này, con này thì là màu xanh nhá, máy màu xanh, nói chung là xanh đa sắc màu này. Ngoại hình thì là máy đẹp từ 90 trên 90% các bạn nhá. Ngoại hình máy thì đẹp 90 trên 90%. Vinmart X3 này nó có là thiết kế camera sau của nó là 3 camera này, vân tay này. Và camera trước thì là thò thụt nhá. Đây. Camera trước của nó thò thụt này. Đây. Camera trước thò thụt cực kỳ là sắc nét. Tại vì là cái tại sao là sắc nét? Tại vì là cái màn hình của nó là màn hình AMOLED nhá. Con này là màn hình của nó là AMOLED nhá. Đấy, màn hình của nó là 6.4 inch. AMOLED, con này là Full HD cộng các bạn nhá. Con này là Vinmart X3, con này là phiên bản của nó là RAM 6GB nhá. Con này của nhà mình là phiên bản là RAM 6GB. Đây, Suzy Z thì nó đang dính quảng cáo. Mình sẽ vào cho các bạn nhé. Đây. Con này của nó là phiên bản của nó là RAM, con này là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong là 64GB nhé. Đấy, Vinmart X3 thì có cái camera rất là đẹp đây. Vinmart X3, con này là bản 2 SIM 2 sóng nhé. Màn hình của nó là tràn thiết kế tràn viền rất là đẹp. Đây, ngoại hình thì là máy đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Đấy. Đấy, Vinmart X3, cổng hỗ trợ là cổng sạc tai si các bạn nhé. Con Vinmart X3 này thì là màn hình của nó là màn hình của nó là Full HD cộng. Con này thì phiên bản là RAM 6, bộ nhớ 64GB. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.700.000 nhé. Pin con này là pin 4.000, hơn 4.000 các bạn nhé. Bên mình đang thanh lý bạn với giá là 700.000 cho bạn nhé. Phiên bản là RAM 6 nhé. Đấy, camera thò thụt rất là sắc nét. Màn hình của nó là màn hình AMOLED. Các bạn dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Các bạn ấn vào đây sẽ là thụt xuống nhé. Đấy, rất là tiện lợi đấy. Đấy, các bạn nào thích sản phẩm Vinmart X3 này, các bạn nhận hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo, nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số tặng mình đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi và mua bán. Và ở xa thì bên mình có ship nhá. Đấy. Và đây là số điện thoại liên hệ nhà mình đây, thì vì nhiều bạn ở chữ trên đằng sau chữ nhỏ không nhìn thấy thì các bạn đây số nhà mình nhá, 0966221789 nhá. Đây là số nhà mình, số chính nhà mình thì mình cầm dùng mọi nơi mọi nơi. Và đây là số thứ hai là 0833221789 này ạ. Đây là số thứ hai nhà mình các bạn nhé. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối các bạn nhé. Đấy, mong các bạn mình gọi cho mình đừng sớm quá hoặc là muộn quá nhé. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con đời mới nhất của Oppo nhé. Đấy, con này thì là mới ra của Oppo. Con này thì là khách hôm nay vừa mua trả góp ngày hôm nay xong nhé. Đấy, con này là con Oppo A93. Con Oppo A93 thì hôm nay con này thì là máy mới nguyên hộp phụ kiện. Khách vừa mua trả góp ngày hôm nay xong. Đấy. Đây. Còn hóa đơn mua hàng đây. Đây. Hóa đơn mua hàng là ngày mùng 9 này. Tháng 12 này. Đấy. Con này là hóa đơn của khách nhé. Hóa đơn mua hàng thì ngày mùng 9 tháng 12 luôn. Đây. Đây. Con này thì là máy Oppo A93 của nó thì là gì nhỉ? Được cái email con máy con này đẹp lắm này. Mình mới để ý email máy của nó là 3999 luôn này. Đấy. Bạn nào mà lại thích phong thủy của nó là email của nó 3999 nhá. Dấu đỏ luôn cửa hàng luôn này. Đây. Thành tiền đấy các bạn nhá. Giá khuyến mại và thành tiền đấy các bạn nhá. Đấy, con này là con Oppo A93 mới mua sáng ngày hôm nay xong. Đây ạ, mới mua sáng mai xong, mua trả góp xong. Xong là sang cửa hàng mình thanh lý luôn cho cửa hàng mình nhá. Email cho con này rất là đẹp. Đây các bạn nhá. Con này thì là đây. Đấy. Email rất là đẹp này, email 1 của nó là 9999 luôn này. RAM 8GB này, bộ nhớ là 128GB. Con Oppo A93 thì mình sẽ bóc ra cho bạn xem luôn nhé. Khách vừa mua trả góp sáng nay xong, thành lý luôn cho bên mình này. Đấy, các bạn mua những sản phẩm này, nó thật là các bạn bỏ tiền ra mua sản phẩm này, các bạn thứ nhất là rẻ hơn được là rất nhiều, hơn 1 triệu này. Thứ nhất là rẻ hơn được gần 2 triệu bạc. Và thứ hai là các bạn, nó không khác gì là máy mới mà. Các bạn hiểu là đi mua mới luôn các bạn nhé. Đây, máy Oppo A93, thiết kế của nó là 4 camera luôn, nhìn rất là đẹp nhá. Đấy, con này thì là máy nó thứ nhất là nó mỏng này.
thiết kế của nó mỏng, cực kỳ là mỏng luôn. Máy mỏng và rất là nhẹ nhàng luôn. Camera từ đằng trước rất cực kỳ là xinh nhá. Đấy. Thiết kế là hai camera trước này. Đấy. Con này cũng màn hình của nó cũng màn hình là AMOLED, con này thì là màn hình của nó Full HD cộng các bạn nhé. Đấy. Đây, mình sẽ bật máy lên thì trong đây thì có ốp nhá. Bên trong này có ốp này. Và đây thì là sách hướng dẫn nhé. Đấy, thì vì máy mới mà. Đây, củ sạc này. Đây, củ sạc nhanh của nó này, nhanh theo máy luôn này. Củ sạc nhanh theo máy luôn, tai nghe và dây sạc các bạn nhé. Các bạn mua những sản phẩm này các bạn cực kỳ là sướng, tuyệt vời luôn. Giá nhà mình đảm bảo cho các bạn là được rẻ cực kỳ là nhiều luôn. Các bạn mua những hàng trả góp các bạn dùng, nói thật các bạn vừa tiết kiệm tiền và dùng cực kỳ sướng. Đấy, con này thì rất là xinh luôn. Các bạn mua về để dùng này, tặng cho bà xã, người yêu hoặc là các em nhỏ, học sinh các kiểu, cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy. Nói chung là cái bọn này thì các bạn không phải nhìn hình thức rồi. Thì vì nó là mới rồi các bạn nhé. Đấy. Oppo A93 này, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Con này thì bên mình sẽ bán các bạn với giá là 5.500.000 nhé. Con này thì giảm, mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 5.500.000. Khách vừa mới mua trả góp của sáng ngày hôm nay xong nhé. Đấy, mang sang bên mình thanh lý luôn. Đấy, tại vì khách nhiều, khách thanh niên mà, cũng bí tiền mà. Thì họ mua trả góp, họ bán là bình thường mà. Ở khu mình thì bán bình thường. Màn hình nó quá là đẹp luôn. Màn hình của nó là màn hình của nó tràn thiết kế dàn viền này. Camera này như kiểu là Samsung này, cực kỳ là tuyệt vời này. Đấy, các bạn mua sản phẩm này. Đấy, và chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Mà các bạn rẻ đi được có nhất là gần 2 triệu đồng nhé. Đấy. Các bạn rẻ đi được gần 2 triệu bạc. Đấy, các bạn tội gì không mua. Các bạn mua về tặng bà xã, người yêu hoặc là nịnh vợ, hoặc nịnh bồ nhí này, các kiểu chẳng hạn. Các bạn quá tuyệt vời luôn. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A93 này, các bạn nên hàng liền sớm nhất nhá. Nội dung thiết kế này đẹp thật các bạn. Này, mình sẽ vào mình nghe nhạc cho bạn xem luôn. Âm thanh của nó phê như thế nào luôn. Nói chung Oppo nhanh lắm. Màn hình của nó bây giờ thiết kế cũng đẹp thật. Đấy, đẹp. Này, máy còn nguyên ni lông luôn. Nguyên ni lông mình vừa tay bọc ra xong sướng thật. Đấy. Màn hình đẹp luôn. Ôi, loa nghe phê đã luôn. Đây. Ủa, các bạn nghe nhạc thì cực kỳ là phê luôn, đã lỗ tai luôn. Đấy. Màn hình AMOLED này, các bạn xem phim này, nghiêng không độ lóng mờ gì nhá, dùng rất là sướng. Các bạn mà rơi những sản phẩm đời này mà các bạn hỏng màn là các bạn đi thay cũng khá khá tiền rồi các bạn nhé. Chắc cũng phải đôi triệu đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A83 này, các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, 5 triệu 500k cho các bạn nhá, các dân chơi nhá, đặt hàng nhá. Đấy. Đấy, mua những hàng trả góp này thì các bạn ôi giời ơi. Các bạn rẻ được rất nhiều tiền và như kiểu các gì bạn mua mới đúng không? Đấy, rất là xinh nhá. Đấy. Đấy, các bạn mua về tặng bà xã, người yêu thì khỏi phải chê nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được là A8 2018 này. A8 2018 thì hôm nay nhà mình về được gì nhỉ? 5 cây. Hôm nay nhà mình về được 5 cây Samsung A8 2018. A8 2018 thì hôm nay nhà mình về được 5 cây. Thì là gì nhỉ? Nhà mình thì có đen này, gold này. Ngoại hình của Samsung A8 2018 này thì máy thì còn 90%. Thì là A8 2018 thì là con này là bản 2 SIM nhé. Một con là bản 2 SIM nhé. Mình không nhớ con nào nhưng một con là bản 2 SIM nhé. Một con là bản 2 SIM, mình không nhớ con nào. Trong mấy con này là một con bản 2 SIM nhé. Đấy. Trong mấy con A8 này là bản 2 SIM nhé. Con A8 2018 thì mình đã nói sơ cua qua về cấu hình cho các bạn. Thì là 4 cây này của nhà mình này đều là bản Hàn 1 SIM. Nhưng mà có một cây đã lên sẵn 2 SIM cho các bạn nhé. Một cây mặc định của nó đã lên sẵn 2 SIM rồi. Chắc là trong mấy cây này hoặc là cây này thì phải. Con này, cây này là 2 SIM sẵn nhá. Đây, cây này. Cây này là 2 SIM sẵn rồi các bạn nhá. Đấy, cây này là 2 SIM sẵn rồi. Samsung A8 2018 thì là ngoại hình thì còn máy còn 90%. Thì là gì nhỉ? Cấu hình là RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình của nó là màn hình của nó là Full HD cộng. Con này là màn hình của nó là AMOLED nhá. Phiên bản là gì nhỉ? Hàn 2 SIM. Đấy. Con này thì là màn hình của nó là 5,6 inch, con này thì cực kỳ là nhỏ gọn, không to quá mà không nhỏ quá, các bạn cầm cực kỳ là chắc tay và tuyệt vời. Máy đẹp leng keng.
Con này bản 2 sim này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 2.500.000 nhá. Con máy đẹp bản 2 sim này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 nhá. Và bốn con còn lại, đây là bốn con lại cũng là máy cũng đẹp keng nhé. Bốn con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 2.400.000 nhá. Đấy, hai đen và hai gold nhá. Bạn nào thích màu đen bóng này. Đấy. Thì bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất, màu đen bóng này cũng là 2.400.000 nhá. Bốn con này thì là một sim nhá. Đấy, bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.400.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này, các bạn nhanh hàng liền sớm nhất nhá. Đấy, nhưng mình nay về được 5 cây. Một con gold 2 sim và bốn con này thì là một sim nhá. Đấy, con này thì là 2 sim này. Đấy, bạn nào thích 2 sim bạn dùng về dùng 2 sim được nhá. 2.400.000 và 2.500.000 nhá các bạn nhá. Đấy. Tất cả là màn hình đẹp, không ám ồ hay không lưu ảnh gì nhá. Tất cả màn hình đẹp, không ám ồ hay không lưu ảnh gì. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về con này là Samsung A7 2018. A7 2018 thì con này là bản hàng một sim. Màn hình con này là màn hình của nó là Full HD cộng. Con này cũng là màn hình của nó là màn AMOLED nhá. Đấy. RAM là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Phiên bản hàng một sim, màn hình là 6 inch. Con này thì ngoại hình còn 90/90%. Con A7 2018 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.500.000 cho bạn nhá. 2.500.000 nhé. Đây ạ. Và tiếp theo là mấy con Oppo đây. Nhà mình thì may về mấy con Oppo này. Đây, mấy con Oppo lựa chọn giá rẻ thì mình chọn nhé. Con này là con Oppo A gì nhỉ? Con này là Oppo F1S. Thì mình sẽ xem cho các bạn là bao nhiêu ghi nhé. Đây, Oppo F1S thì con này là phiên bản là RAM 3, bộ nhớ 32GB. Màn hình của nó là 5.5 inch. Con Oppo F1S này thì mình ngoại hình thì cũng... Máy thì cũng phải theo thời gian rồi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.300.000 nhé. Con Oppo F1S này, RAM 3, bộ nhớ 32GB, 1.300.000 cho bạn nhé. Đây, và con này là con gì nhỉ? Con này là Oppo A83. A83 này thì cũng là phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con A83 này thì là ngoại hình thì nó đẹp hơn con Oppo cái nhiều, Oppo F1S nhiều. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.400.000 nhé. Đấy, mày cũng ngoại hình con này còn zin này. Đấy, ngoại hình thì máy rất là đẹp. Máy 90, còn ngoại hình còn 90%. Con Oppo A83 này phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ 32, mình sẽ cũng thanh lý bạn với giá là 1.400.000 nhé, còn màu đen bỏng, màu đen này nhá, đen nhám đấy nhá. Và đây ạ, và đây là con gì nhỉ? Con này là con gì nhỉ? Vivo Y69. Đây ạ. Vivo Y69, 69 thì con này là RAM 3GB này, bộ nhớ trong là 32GB. Con Vivo Y69 này thì là đây, hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Máy màu gold này, cũ theo thời gian rồi nhé. Vỏ thì cũng cũ phải theo thời gian rồi. Đấy, con Vivo Y69 này. Đấy, Y69 này thì là vỏ cũng có xấu theo thời gian các bạn nhé. Góc này thì nó hơi xấu một chút. Nó chỉ là vỡ cái viền đấy các bạn nhé, cái viền xấu chút nhé. Đấy. À, con này thì mình RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình cũng là 5.5 inch. À, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.200.000 nhé. Con Vivo Y69 này mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.200.000 nhé. Đấy. Màn hình 5.5 inch cực kỳ là to. Đấy. Đây, Vivo Y69 nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng về ít mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá trực tiếp và lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng. Nhưng các bạn nào thích sản phẩm bên mình các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá. Và giờ làm việc thì mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi và mua bán. Và ở xa thì mình có ship, các bạn không phải lo nhá. Và tiếp theo thì đây, nhà mình nay lại về tiếp tục được sim villa vào mạng cả năm. Sim villa vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán cực kỳ là chạy. Sim villa vào mạng cả năm ấy thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 350.000. Chỉ với giá 350.000 các bạn là sở hữu hai tính năng. Một là tính năng các bạn có thể là nạp tiền vào để nghe gọi. Và tính năng tối ưu nhất của nó là sẽ là các bạn sẽ có tính năng là vào mạng cả năm, các bạn không phải mất phát sinh thêm 1.000 nào nữa nha các bạn nhé. Còn các bạn mà muốn gọi thì các bạn phải nạp tiền lên để các bạn gọi nhá. Đấy, hoặc các bạn bi quá các bạn thể là gọi sang sim villa này cũng được nhá. Đấy, sim villa vào mạng cả năm này bên mình đang bán cho các bạn với giá là 350.000, có hai tính năng, một tính năng là nghe gọi và tính năng là vào mạng cả năm, không phát sinh 1.000 nào nhá, 4G nhá. Đấy. Sim này thì bên nhà mình rất nhiều người đặt và rất là chạy các bạn nhá. Và thì bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc và xin chào và hẹn gặp lại vào clip vào tối ngày mai các bạn nhá.